Như mọi người thấy chúng ta sẽ roll banner Jinhsi ha, và với sự trở lại của bạn Hòa, Ok thì mục tiêu là roll thắng Jinhsi, sau đó thì qua vũ khí, roll vũ khí ha. Nếu thắng, nếu thua thì đó là do lỗi của Hòa. Hy vọng khởi đầu nó sẽ thuận lợi ha. Giờ nó nổ luôn là thuận lợi lắm nè. Ok không nổ, mà Dan Chin cũng được, Dan Chin đi. Auto à. Ông qua không có trong banner luôn mày, dấu hiệu tốt à. Dấu hiệu tốt, Ông qua không có trong banner luôn là dấu hiệu tốt. Vẫn tím này. Giang kìa. Giang 20 rồi. Ủa lúc đầu bắt BT nhiều vậy. Bỏ 20 cái này đi, tại nó cập nhật nhanh á. 4 này bắt đầu 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8 16 rồi. 16 là cái này là sắp năm này 58 rồi, là 20 roll nữa là nổi đấy. Ok. 20 roll nữa là nổi. Giờ là còn 10 roll nữa nổi, là ra sớm không? Không, không ra sớm. Tất cả tại Hòa. Khí, ok, ra vũ khí luôn. Đó. Không nổi nhân vật luôn. Giờ này nổ này, cái này là nổ này, nhưng mà quan trọng là trúng hay không. Đó. Trúng không? Trúng không thì không biết. Không trúng là do Hòa. Không trúng do Hòa nha, Danchin. Danchin. Cô vợ hao bóc. Một bé Danchin nổi gì, đang nổi vàng ấy. Rồi. Thì vừa đủ nổi vàng á. Đây Jinhsi. Đó thấy không? Xin chào Jinhsi đã đến với team tôi. Thấy không, độc lệnh rất là hiệu quả ha. Độc lệnh rất hiệu quả. Rồi bây giờ chuẩn bị 2 Jinhsi này. À, 1 Jinhsi thôi, thôi. Ok, vậy đóng còn lại chúng ta sẽ roll vũ khí ha. Rồi cái đổi đi 30 40 gì à, không 40 là auto ấy. Ừ thì đó gần BT á, nói chung là vừa đủ BT á, và nói chung quan trọng là nó không lệch là được rồi. Rồi giờ vũ khí, guarantee rồi, cho nên là mình sẽ speed run. Giờ tiến ra 2 cây luôn thì hòa chó đỏ rồi. Nhưng nếu mọi người không biết thì ở cái Discord này khá là khỏe này, cái 4 sao khá khỏe cho Kakaro này. Và Hòa có trấn anh Long R2. Làm gì được giờ, đúng không? Trấn anh Long R2 ai biết gì đâu. Vô tình. 2 cây luôn, 2 cây 4 sao. Ừ thì tại vì vũ khí thì chắc chắn ra mà. Cái rên còn quạt của người khác chứ. Đúng không? Quạt của thằng Kiệt, cái quạt của bạn viewer nữa chứ. Đó ra rồi đó, thấy không? Vừa đủ. Đó, vừa đủ. Xong. Đóng còn lại lấy Jinhsi C1 nào. Let's go. Let's go Jinhsi C1 nào, let's go. Không phải Jinhsi C1 chứ. Mà roll 10 cái mà Jinhsi C1 luôn thì dễ đặt thật ấy. Đúng mọi người. Rồi, cảm ơn Hoài vì đã tin tưởng chặt nhé. Không lệch. A few minutes later. Ok. Hạt thứ 2 nè mọi người. Tích cũng khá nhiều cho Jinhsi rồi đấy. Đổi này luôn nè. Đó, có đổi được rồi, đổi luôn đi. Đổi này chắc chắn chúng ta sẽ trúng đúng không mọi người? Làm sao mà hụt được. Ok. Thì để coi BT đã. Mình chưa có thói quen check BT nhiều cho nên là cũng ok, mới 17 thôi. Nhưng mà nổ cái bấm cái ra luôn nè, đó, giờ bấm cái ra luôn này. Nãy giờ mình làm cho mình thì ra sớm, làm cho Hòa thì nó không lệch rồi, thì chắc là bạn viewer cũng không lệch đâu nhỉ. Ok. Sao? Chưa nổ rồi. 37 này, 37. À, Discord. À, mình đang ở trong Discord, mình ra cái Discord là hợp lý đúng không mọi người? hợp lý. Rồi 47 Ồ, 47 nổ luôn này. Giờ đọc lệnh luôn nha, giờ mình đọc lệnh luôn nha. Một là anh Long, hai là anh Lân. À thấy sao? Một anh Long, hai anh Lân. Thằng nghĩ đây cái gì? Long, chị Long. Ôi, nó không phải anh Long nữa anh Lân mà nó là anh Cao Caro. Nó là anh Cao Caro. Nhưng mà giờ skip cái ra luôn không? Người mới luôn á chứ. Như đây đủ không ta? nhưng mà ra sớm 47 PT thì đồng nghĩa với việc còn mình có thể ra mình nổ sớm thì cũng không phải là tệ lắm. Tí vào em là để chen ly nó nổ sớm mà nó hơi bị lệch nè. Tiếp đúng không? Ok. Giờ nổ, giờ bấm 10 cái nổ luôn rồi. Bấm 10 cái nổ luôn rồi. À không. 2 con. 20 mấy này. 2 mấy. 3 mấy. Không đủ sớm rồi. 40 mấy. 40 mấy nè, lần này cũng 40 mấy này, nổ luôn là hợp lý này. Không. Không đủ sớm rồi. Ok thì em muốn all in cái này luôn không, hay là để đó để đổi cung mệnh có luôn hả? Ok, all in cái này thì cũng được 9 roll thêm 10 lần nữa. Là 50 mấy không, vẫn không đổ sớm luôn, rất tiếc. Mà ba con tím, 3 con 4 sao cũng mạnh. Ok thì thêm được 1 roll. Hơi tiếc giờ ra thì, nhưng mà vấn đề là lật thì lật đấy, nhưng mà ít là lật cũng sớm, là sớm thì chúng ta có thể nổ ra Jinhsi nó cũng đỡ hơn. Nhưng mà rất hơi chia buồn với lại em video nha. Hay để nổ luôn đi cho nó tao không kêu nổ đánh Jin. nổ là nổ Jinhsi ấy. Jinhsi không kêu nổ tím đâu. Jinhsi này, Jinhsi không Jinhsi rồi. Tiếc thế nhờ. Cũng được 5 mấy rồi. Với lại có thêm Kakaro là nhân vật 5 sao mới. Nhân vật 5 sao mới cũng không tệ ha. Mọi người nếu mọi người không biết thì mình đang copy ấy. Mình đang copy ấy. Chứ lệch nó cũng hơi tệ xíu. Tại vì nó bị tốn thêm roll.